Chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi viếng một ngôi chùa của người dân tộc Khmer ở tỉnh Cà Mau nha. Ở tỉnh Cà Mau thì có 7 ngôi chùa của người dân tộc Khmer được Hội Phật giáo công nhận. Và ngôi chùa này thì cũng là một ngôi chùa coi như lớn nhất của tỉnh Cà Mau và cũng đẹp nhất luôn nha. Ở đây là đường Đinh Thiên Hoàng, khóm 3, phường 1, thành phố Cà Mau. Cách km0 thành phố Cà Mau khoảng chừng 800m. Ở đây cũng thuộc về trung tâm của thành phố Cà Mau. Ở mặt trước mặt sau của chùa này thì đều hướng về đường lộ chính nha. Phía bên này là hướng đông sau hậu của chùa. Chúng ta đi vào bên trong theo hướng này thì là cổng phụ nha. Hội đoàn kết yêu nước sư sãi tỉnh Cà Mau. Chùa này thì dịch sang tiếng Việt thì gọi là Liên Hoa Tự. Chúng ta gọi là Liên Hoa Tự cũng được nha. Bước vào bên trong này chúng ta thấy mọi cảnh vật thì đều rất là sống động luôn nha. Có mấy anh bạn thợ xây đang xây dựng thêm các con tháp để cất giữ hài cốt. Ngôi nhà này đẹp quá mà chưng dụng vào công việc gì không có để bán. Ngôi chùa này thì do Đại Đức Thạch Kên, người dân tộc Khmer, khai sáng vào năm 1964 nha. Tính ra năm nay nó thiệt vừa tròn là 60 năm. Là chim bồ câu quá trời nhiều, đậu trên nóc tháp là lũ khủ. Chim bồ câu mà sống theo mấy cái nóc tháp này thì quá lý tưởng luôn nha. Nguyễn Linh Phượng. Những ngọn tháp mà cất giữ hài cốt cá nhân là dành cho những người có công đóng góp về vật chất hoặc là các sư chủ trì qua các thế hệ của nhà chùa nha. Mình nhìn thấy mỗi một ngọn tháp như vậy thì có một cái diện tích là cũng tương đương với một phần mộ bình thường ở bên ngoài. Vâng, chim bồ câu này dạng quá tài luôn. Nuôi tự nhiên kiểu này thì phải cho ăn hàng ngày chứ không cho ăn, đi ăn xa thì sẽ không còn. Cổng này là cổng chính phía sau hậu của chùa nha. Cổng này thì đi thẳng vào khu chính điện. Các ngôi chùa của dân tộc Khmer thì thường được kiến trúc ở đỉnh cao nhất, có một ngọn tháp tượng trưng cho núi Tu Đơ theo quan niệm của người dân tộc. Vậy là tượng một nữ thần đang đứng trên lưng một con cá sấu. Tượng này là mang tính nghệ thuật, chỉ là để ngắm cho vui thôi chứ không phải là thờ nha. Tại vì chùa này là bốn đạo Nam Tông, duy nhất chỉ có thờ là Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, hoặc là các vị La Hán, chứ ngoài ra là không có thờ bất cứ một vị Phật nào khác. Bên bổn đạo Nam Tông thì họ chỉ ăn mặn chứ không có ăn lạc như bên Bắc Tông. Ở chùa này thì cũng có lò quả táng công đức cả nhà. Lò quả táng này thì quả táng bằng củi truyền thống này. Quả táng mà có lò như vậy thì nhìn thấy nó cũng nhân văn hơn là người Hindu ở Ấn Độ nha. Người Hindu ở Ấn Độ thì họ quả táng ở ngoài trời và cũng không có hàng gương gì cả nha. Người chính điện màu sắc rất là rực rỡ, đẹp lộng lẫy luôn. Ở tháp này thì có đến hai hài cốt, họ Trần và họ Trương. Này là vợ chồng với nhau. Tất cả mặt bằng của bê tông là được chạm chỗ phù điêu, là không có bỏ trống một phản nào luôn. Ở chùa này thì chỉ nhìn thấy sử dụng qua hai tông màu là màu đỏ và màu vàng, chứ không có thấy sử dụng một màu nào khác hơn. Màu đỏ màu vàng là tượng trưng cho sự may mắn và luôn mang lại điều lành. Tháp này thì cũng có hai hài cốt, họ Tô và họ Quỳnh. Mình đi qua rất là nhiều hài cốt và cũng có để ý là hài cốt ở đây là không có ai là họ chính thống của người dân tộc Khmer.
tất cả đều là họ của người Khmer gốc Hoa hoặc là gốc người Việt. Còn ngọn tháp lớn này thì lưu giữ hài cốt tập thể nha. Tháp này thì hài cốt đã đầy, đã niêm phong lại. Có tổng số hài cốt lên đến là 2.543 hài cốt. Còn này thì tháp hài cốt cá nhân họ Tô. Còn tượng này là Phật Thích Ca đang tọa thiền trên lưng của một con mãng xà. Người dân tộc Khmer thì họ có quan niệm là Phật Thích Ca đã thuần hóa ra loài vật này, nên họ rất là tôn sùng. Rắn là tượng trưng cho lòng từ bi hỷ xả. Này có ao sen lớn quá cả nhà. Đang xây dựng lại bờ kè bằng bê tông nha. Ở phía bên này là hướng tây mặt trước của chùa nha. Nhà đường Sala thì đang thi công sửa chữa cho nên mình không có vào mấy căn nhà này. Mấy tượng này thì cũng đang trong quá trình tu tạo sửa chữa cả nhà. Mình nhìn thấy căn nhà đường Sala thì bên ngoài làm xong hết nha. Còn đang làm các công đoạn ở phía bên trong nữa. Có hình tượng mãng xà quá sắc nét rồi nè. Các đình chùa của người Kinh thì thường hay lấy ông rồng làm biểu tượng chủ đạo. Còn dân tộc Khmer thì họ lấy biểu tượng mãng xà nè. Căn nhà trùng tu lại đẹp rực rỡ luôn nha. Tượng này là Thích Ca Mâu Ni đang ôm bình bát đi khất thực. Tượng này thì nói về một thời Thích Ca còn tại thế. Có hai ông lân là canh giữ cửa ải. Nhìn mặt thấy ngầu quá tay. Ở bên này là mặt trước của đường Sala cả nhà. Mặt trước của đường Sala thì quay mặt về hướng nam. Này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi tọa thiền trên tòa sen. Cổng này là cổng trước của chùa cả nhà. Đường lộ bên này thì hơi nhỏ, rất là vắng khách cho nên thường hay đóng cửa. Mình sẽ đi vòng ra phía sau và vào chính điện để thắp hương. Phần còn lại của video chúc các bạn thư giãn vui vẻ nha. Hẹn gặp lại. Thank you.
Thank you.